Không chát đâu. Không chát mà. Rồi, rồi. Phẹt, đấy. Này, rồi. Đấy. Em trông chảy đấy. Cái này cứ em tắm suối. Chiều. Em trông chảy đấy. Này rất là nóng, chiều lên suối cái. Suối. Không phải cái. Cái cũng được. Lên suối bắt cua. Mày lại đi thích đi cùng anh Bạch à? Lên suối mà. Cua đấy không bắt được đâu. Nào lấy cối chạy kia ra đây, mắm ra đây. Quả non ngon hơn đây là quả già ngon hơn. Quả non, quả già, quả ngon. Nào lên. Tao thì ngứa ngứa người. Em ơi em đi con. Chủ bé này. Đây. Được đấy. Ôi dồi. Ôi. Cái cuối đây. Cái gì đấy? Đường. Đường. Không biết con dùng được không? Mày làm đồ củ à mình? Đấy. Bắt vào dâu á đi. Cay vào. Cay là xích vào. Không, cay vào. Phải cay vào. Cục khỉ. Được cái gì? Không phải gọt vỏ anh nó đắng cay cuộc đời. Hả? Gọt vỏ cho nó gọi là. Như đâu người ta phun thuốc sâu rồi sao? Phun thuốc sâu rửa hoang mới phải phun thuốc sâu. Ơ, à, ai biết được? Thôi buổi này chả tin được bố con thằng nào. Ừ. Đó. Nếu đâu ăn xong được thì cho đi làm sao? Ừ. Ngon, ngon, ngon. Thế anh ăn nhiều đấy. Ừ. Yên tâm. Chứ không phải yên tâm. Kéo bình trước một người các bạn. Ăn hộ các bạn miếng xoài chua cho nó đỡ thèm. Phê không? Chỉ nó dã là ăn ngon. Ăn không muối mắm thì được chua lỏng này. Chua kinh điển này. Này mày dã dần đi. Này dã dần. Này mày xem thì chuẩn bị một cái bát tô tô nhé. Để nó dã. Nước bọt. Nước mắm này khú lắm. Này sáng ra đi. Nước mắm này chắc là dùng mắm. Ra đi, sáng ra đi. Đánh ra luôn. Em dã mà mồm rớt rớt tất cả nước dãi. Dã đi tí nữa mới cho gia vị. Chua đi. Sao em dã mồm cứ chua đều ấy? Tao cho tỏi chưa? Cho dù. Cho quả ớt vào cho nó phê. Em cho mắm muối mì chính nhé. Hay là tí nó dã xong rồi cho. Dã xong rồi cho. Cho thêm mắm muối mì chính nào. Mắm này khắm đấy. Hả? Mắm gì vào khắm? Mắm ngoài kia. Mắm kéo quảng cáo mắm này nhé. Ngọt thế. Mắm khắm mà. Thế cho tí vào đây mà không khắm. Cho đưa hết ngay. Xoài thì có mắm nó mới. Thêm nữa vào. Nghe em đủ mắm à? Thôi, khắm quá rồi đấy. Xoài thì có tí mắm nó ngon đúng không ạ? Mới khắm khắm. Ớt. Không phải là đời ớt đấy. Trời. Anh cha làm màu à? Viên à? Dã nó ra đi. Cho một quả đấy. Anh cho ba quả vào. Một quả nhưng mà dã nó ra cay. Không đủ cay. Tao thấy nhà mày không có cái hộp nào để đựng gia vị à? Buồn.
chín như buộc như kiểu vàng. Thế à? Vàng trắng ấy. Ừ, vàng trắng. Thế còn cái này? Cái này gọi là vàng gì? Vàng. Ta xem. Vàng nâu rồi. Con làm sử dụng đúng đấy. Cái này vàng nâu rồi. Cái gì đấy? Thế nhắm bỏ đi kìa. Không sao. Nó không thấm bằng mắm đâu. Bỏ ra đi. Mất chất quá. Im. Sao? Vừa chưa? Vừa rồi đấy. Còn muối. Cảm ơn nhé. Em thấy nó cay đấy. Thử nhớ. Với tất cả mọi người nhá. Với tất cả mọi người nhá. Mình xoay. Ừ, có rồi. Thì cái đĩa ra đây để tao đổ ra. Cái đĩa tao đổ ra. À. Phê. Ăn phê lắm. Cuối càng nhìn thấy cái mồm bắt đầu tớ lửa chua. Kép nốt ra. Bẩn. Bẩn gì? Anh vừa đá đâu? Đá được một đá. Tao trèo cười nữa. Ôi, ít thế nhỉ? Ít nhỉ, nhỉ? Bao nhiêu quả? Hạt. Ui, những cái to đại bá này. Vớt tí nước này. Mời các bạn nha. Xoài mình tự giã nhá, ngoài. Cái xoài này rửa đi ạ. Rửa như cà phê. Xoài mình tự giã nhá. Tao giã. Kiểu như cà phê mình tự pha. Chấm nhỉ. Ngon. Cái gì mình tự làm không? Anh được không ạ? Ngon. Tưởng món này không ăn được đâu. Ăn được mà. Tao tưởng mày bảo thế. Sao chua chịt toàn. Này, ai mà đang xem thì đừng có dơ dãi nè. Kinh điển. Chua quá. Cay xịt xịt ăn ngon nhỉ. Ăn thông mũi luôn. Ngon ngon ạ. Xong ruột mình cảm giác nó vẫn thèm. Đúng ạ. À. Tôi nhỉ. Tôi tỉ. Cái món nhỏ nhỏ này ra ăn gia vị này. Kèm thêm một ớt vào. Thêm tỏi. Thêm tỏi ớt. Ngọt quá bạn. Phải nào chết luôn. Chua. Thôi. Ngon hơn là do tả. Nhưng mà nó chua hơn, nó sắc chua nhiều. Sắp ruột ra nhiều. Tại sao ngon cù.
chỉ cái thành nó mới nó ngút ngút thành nó ngấm ra quá còn món gì nữa còn là món là mơ dã nữa các bạn nhưng mà chưa đến mùa đang nuôi nó to đang còn non bé lắm mơ bằng này nó đắng bằng này nó đắng lúc nào nó bằng đây đấy, thì bắt đầu sẽ dã dã mơ tỏi đường ớt ngon rau thơm mơ thì ngon hơn nhiều quẩy khá vẻ yêu con chó kìa tâm con này có bảo chó nhưng nó kêu mèo mèo con chó ơi con chó nhiều cứ kêu mèo mèo rồi mày phải ra đây kêu nhỉ mèo mèo chúng mày lại kêu tiếng chó à hay kêu tiếng chó mày vừa kêu xong là gì xót ruột quá khả năng là anh em mình ăn tiếp ăn gì bây giờ chơi thằng gì thằng nào thua vậy anh nhớ ba là ra nhá cấm được ra đều nhá một hai ba có một miếng thôi hôm nay không tranh nhau nữa mà nhường nhau ngon nhưng sốt ruột quá em chẳng dám ăn nữa chùa leo leo chơi đánh rồi chơi ba phát sợ à nào. Sợ à tao không sợ mày à nào một hai ba mày à mày. Anh chơi bẩn cái gì vậy tao lại vả cho bây giờ anh ơi cái gì vậy? Phình giờ phải hút cái nước của nó mới phình trời nước mặt mới đầu ăn thì ngon thế đúng là ăn gì ăn ít thì nó mới ngon.